Những thông tin ghi nhận tại huyện Xuyên Mộc sẽ nối tiếp chương trình. Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Xuyên Mộc tăng cường triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 của Chính phủ. Qua đó tạo điều kiện cho các gia đình có thu nhập thấp được vay vốn để mua thuê nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống. Cho vay nhà ở xã hội là chương trình tín dụng chính sách thiết thực ý nghĩa, góp phần đảm bảo an sinh xã hội với lãi suất ưu đãi 4,8% năm. Thời hạn cho vay lên đến 25 năm. Đến nay, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã có 55 căn nhà được xây dựng từ nguồn vốn của chương trình, với doanh số cho vay 22 tỷ 335 triệu đồng. Dư nợ đến ngày 30 tháng 11 năm 2022 là hơn 17 tỷ đồng với 48 hộ vay. Chương trình đã giúp cho nhiều gia đình cán bộ công chức viên chức, người thu nhập thấp tại đô thị, người lao động, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân thuộc đơn vị Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân có cơ hội vay vốn ưu đãi để xây dựng nhà ở, qua đó an cư lạc nghiệp.